Ngày lên đường ra biên giới, quân số đại đội tôi có 50 người, từ cán bộ già dặn trận mạc cho đến anh binh nhì, tuổi mới 18, đổi 10, đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, nơi khúc ruột miền Trung, quanh nằm mưa tuôn, nắng cháy. Về đây thành lập K4 Trung đoàn 95, Sự đoàn 307. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1978, đại đội 3 lần đầu xuất trinh, đi trước tiểu đoàn 5 ngày ra trận với đám lính mặt mũi còn non trẹt làm các sĩ quan chỉ huy đã kinh qua chiến đấu lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ rồi xảy ra chuyện cán bộ trung đội tiểu đội thoái thác trách nhiệm như anh chiến đen b trưởng b hai anh toàn b trưởng b một anh thành lùn a trưởng người chỉ huy trực tiếp của tôi anh ưng văn thư đại đội họ chỉ một việc ngồi lại châm biếm công kích ban chỉ huy đại đội anh Thìn, đại đội trưởng, phải báo lên cấp thẩm quyền giải quyết. Cấp trên cho quân Pháp với vệ binh xuống, còng tay tất cả, rồi tống lên xe GMC, chờ đi đâu không ai biết. Biên giới bây giờ đã là mùa mưa, mưa như chút nước, bầu trời u ám, không một tia nắng, hòa cùng tiếng súng rền khắp nơi nơi. Hơn 20 đồng đội cùng nhập ngũ đợt tháng 5 năm 1978 với tôi đã lần lượt chào từ biệt đại đội 3 để đi bổ sung cho các tiểu đoàn tuyến trước. Đại đội 3 bộ binh nhanh chóng củng cố nội bộ rồi đưa quân ra chốt giữ. Chốt cũ của đại đội 11 K3 ở sát đầm lầy khu XP. Trung đội 2 đi chốt lẻ cách đại đội chừng 1 km. Cả đơn vị chỉ còn 19 người giải quân khắp tuyến chốt dưới giao thông hào, nước ngập đến ngang thắt lưng phải thay nhau ăn ngủ dưới hầm hố nhão nhét bùn đất. Từ quan đến lính, quần áo ướt sũng. Cố gắng căng mắt quan sát từng mục tiêu. Sơ hở có thể mất chốt ngay và còn mất cả mạng luôn. Có hôm, cả đơn vị phải chịu đói. Mưa lớn làm sạt lở bếp hoàng cầm. Khói lên mù mịt, làm tiêu điểm cho các loại hỏa lực bắn phá. Lường khô, gạo sấy, dự trữ cũng đã hết. Cái đói làm cồn cào ruột gan, làm mở mắt. Các chiến binh thấy đất trời trao đảo, chân bước khẩn vững. Mấy hôm trước, quản lý Trần Tiến Phương có cấp cho mỗi người một gói bột gạo lức hiệu Bích Chi, nói để bồi dưỡng sức khỏe. Ai cũng nghĩ của quý cố mà để dành. Gặp không có cơm mới dùng đến. Ăn bột sống, ăn khô mắc nghẹn nên phải uống nước. Nước lã được lấy từ các vỏ hộp lấm lem bùn đất cứ ăn một miếng lại uống một ngụm nước thằng chí hài hước nói đây là nước uống hạ thay rượu bằng nước mưa bổ đâu không thấy nhiều người bắt đầu ra đi bằng phản lực lúc trở về bằng trực thăng anh quyết y tá phải tất bật ngược xuôi mới đánh dẹp được quân tào tháo đã đói lại còn đau bụng sức khỏe của lính tụt xuống dốc mặt mũi bơ phờ má còm mắt sâu hơn tháng dầm mình trong bùn đất đồ bận trên người rất cộ lấy dao tông cào sạch đất sẽ rớt ra từng miếng bênh trong láng bóng một hôm có một đoàn cán bộ thuộc trung đoàn 29 đến nhận bàn giao chốt cùng đi có một đại đội bộ binh họ từ chiến trường đắc min đắk lắc mới chuyển quân lên đây họ ăn bận trồng rất chính quy mấy ông sĩ quan trồng rất oách một ông chân nệ ủng lộp bộp lần đầu nhìn lính đại đội ba vừa dưới công sự đi lên ông nhún vai phán cầu chắc nịch chúng mày ăn như tổ phỉ hãy bình tĩnh xem quân trung đoàn hai chín đánh rồi học theo nhé có đội trưởng vệ binh giới thiệu chúng tôi là ông là thiếu tá đoàn trọng hạp trung đoàn trưởng trung đoàn hai chín một con mãnh hổ vùng đồn năm đắk lắc Đại đội 3 về hội quân với tiểu đoàn cùng K3, tiến đánh cao điểm 312, còn có tên là Cổ Cò. Sau một ngày đêm tấn công, quân ta đã chiếm giữ được 312. Do địa hình địa Phật khá phức tạp, khó vận động, K4 trung đoàn 95 đã ăn nằm gọn trong tầm hòa lực pháo binh của bọn địch, tổn thất rất lớn. Anh Choác tiểu đoàn phó cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. K4 rút khỏi 312 về đóng quân ở phía nam, cách đường 19 độ một cây số, làm lực lượng dự bị. Trời hưởng nắng, lính thay nhau tắm giặt vội vàng. Đất bụi tích tụ ở trong người, được xả ra, làm đục ngầu một đoạn suối. Nắng đầu bùa, thiệt khó chịu. Bệnh sốt rét lại bùng phát. Người nào sốt nhẹ cũng 38-39 độ. Có người lên cơn sốt ác tính, nói cười lảm nhảm. Không còn biết mình là ai cứ xông vào cấu xé bạn đồng đội chúng tôi lại phải hè nhau trói bạn đưa tới trạm xá trung đoàn nhiều đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy xong cháu ít ỏi cấp cho cả đại đội cháu nấu với thịt hộp lưa thưa có nhúm gạo hầm lúc chìm lúc nổi ở dưới làn nước mờ đục thấy ít nên người khỏe nhường cho người ốm cứ nhìn mặt nhau nhìn qua nhìn lại thấy bực mình tăng chung lồi anh nuôi nạt tàu vét đến hạt gạo cuối cùng mới đấu được bấy nhiêu sao tụi bay không ăn trừ giờ còn đòi hỏi gì nữa nó đảo mắt nhìn quanh rồi chợt hiểu tự tay múc chia đều cho mỗi đứa một vá nhỏ anh đàm văn sủi đại trưởng đứng gần đấy nhìn thấy tất cả anh quay mặt đi nơi khác nhìn đồng đội húp cháo thằng trung rơi nước mắt giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống gương mặt khắc khổ, lẩn nhanh vào trong tròm râu rậm như rừng già. Vì lâu ngày chưa được cạo rửa, nó lại vui vẻ nói. Nếu sau này còn trở về, tao sẽ đãi các đồng hương món bánh xèo ngon tuyệt, ăn no đến tận cổ luôn. Thời gian yên tĩnh đã qua, tiếng súng lại nổ, có phần dữ hơn. Anh rồi thông báo, sư đoàn 920 quân Khmer Đỏ đã đột kích vào tuyến phòng thủ của Trung đoàn 29. Quân ta bị thiệt hại rất nặng, nhiều chốt đã mất. Địch quân đã khống chế được 19 từ ngầm Ozadao lên ngã ba trạm phẫu. Ta và địch đang ở thế giành giật, đánh nhau quyết liệt. Tại trạm phẫu, nhân viên quân y, thương bệnh binh đã đi sơ tán. Địch đã đánh chiếm được kho lương thực, kho vũ khí. Chiều ngày 12 tháng 10 năm 1978, trung đội 2, đại đội 3 được lệnh của tiểu đoàn đi chốt giữ một điểm quan trọng ở phía nam đường 19, cách ngã ba trạm phẫu chừng 300 mét. Lại phải đi chốt độc lập, đây là lần thứ hai. Được gọi là trung đội, nhưng chỉ có 6 người. Anh Bế Ích Cương, lính nhập ngũ năm 1972, làm bê trưởng. Mai Văn Lập và tôi phụ trách hai tiểu đội. Có đại đội phó Ma Văn Mậu trực tiếp chỉ huy được trang bị hỏa lực cá nhân rất mạnh. Có 2 B-41, 1 B-40, một trung liên RBD, một M-79, 4 quả mìn Claymore. Mấy tay nhỏ con như tôi với anh Cương được phần nhẹ hơn, nhưng phải mang kèm hai quả M-72. Ai cũng có từ 2 đến 3 quả M-67, dắt ở thắt lưng. Anh Mậu vừa làm chỉ huy, vừa làm chiến sĩ. Anh tự trang bị cho bản thân một khẩu B41 anh bảo địch nhiều ta ít phải có sức mạnh hỏa lực chúng ta mới trụ nổi hành trang quá nặng không thể đi nhanh được trung đội 2 vượt thác nước sâu phụ nhau leo qua vách đá cao tưởng chừng như dựng đứng rồi tiếp cận đường 19 chập choạng tối đội hình đã vào đúng điểm cắm chốt cái chốt nhỏ nằm ở phía nam cách đường 19 chừng 70 m trong đám cây tái sinh do bom đạn của Mỹ. Vùng này trước năm 1972 cũng có chiến tranh. Tôi nghe anh Tạo, chính trị viên trưởng tiểu đoàn, nhập ngũ năm 1967 kể lại. Anh từng hoạt động ở vùng này nên biết khá rõ. Dấu tích của chiến tranh vẫn còn. Từng cặp hố bom B-57, vỏ bom bi nằm rải rác ở hai bên đường. Có chỗ ăn sâu vào trong rừng già cả 100 mét. Đã bị chất độc hóa học làm cho thảm thực vật chết rụi, nhường cho các đám dây leo bỏ trằng chịt. Phía bắc chốt, có đám mắc cỡ trắng cao lút đầu người, bề dày đoán chừng hơn 30 bước kéo dài về thác nước sâu. Bên trong bên ngoài, nhìn nhau không thấy gì, loài động vật như nai, man, không thể chui lọt được, tạo sự an toàn chừng mực cho A4 và A3 đảm nhiệm ở phía đông, mặt hướng về ngã ba chạm phẫu muốn xâm nhập vào chốt từ hướng này cũng không phải dễ dàng vì địa vật cản trở nguy hiểm nhất là hướng bắc có địa hình bằng phẳng chống trại nhìn thấy ở ngoài đường vậy nên binh lực phần lớn được bố trí tại đây trời tối hẳn không gian yên tĩnh khác thường anh du người lớn tuổi nhất tiểu đội chúng tôi chưa hết sốt anh được phân công cảnh giới còn tất cả phải làm công việc muôn thuở của lính chiến là đào hào, đắp lũy. Trước tiên, phải đào tạm cho mỗi người một hố cá nhân, phòng khi địch đánh còn có nơi giấu thân. Đêm đen, lính mỏ mẫm đào bới đất bằng lưỡi xẻng bộ binh nhỏ xíu. Thằng Năm đang dùng cuốc chim bổ thình thịch vào đám rễ cây. Tiếng động vàng xa, bỗng có mấy loại AK B-40 từ bên kia đường bắn sang, nổ chát chúa điểm chốt đã bị lộ, lính cơ Mai đỏ cứ vài phút lại bắn, Bệnh ta không bắn trả, lính tay nhau chui xuống hố bom, tranh thủ ăn cơm, đã a quyền hết mệt nhọc, cố gắng đào rũi đến mở sáng, rồi cũng được cái hố cá nhân hình dạng méo mó vì có dễ cây đâm ra tua tủa, sâu không quá đầu gối, độ 7 giờ sáng, thông tin hữu tuyến kéo dây bắt máy liên lạc lên chốt vận tải của tiểu đoàn và các trung đội của đại đội 3 trợ lực chúng tôi hoàn chỉnh giao thông ngào hầm chữ A từ sáng đến gần chiều muộn không có tiếng súng bên kia đường có tiếng cây gãy rằng rắc tiếng đào bới lịch bịch quân tri viện rút đi để lại cho chúng tôi bốn căn hầm vững chắc có thể tránh được đạn cối còn giao thông hào được bố trí như mạng nhện còn giang dở chúng tôi khẩn trương sửa lại ánh nắng đã tắt, một đêm bình yên lại trôi qua. Tiểu đoàn cho biết có một đại đội đặc công địch đang hoạt động ở gần đây. Anh cường nói rằng trước năm 1975, Việt Nam mình là thầy dạy nó cách đánh đặc công, giờ nó theo bọn tàu trở mặt đánh lại thầy. Chúng mày đừng chủ quan, nó tung thủ pháo vào hầm, thằng nào còn thoi thóp, chúng đâm họng chết giáo. Nghe anh nói mà ớn lạnh Lính B2 bố trí mìn Claymore ở phía trước chốt và hai bên sườn. Thằng Lập thấy ở dưới đống lá khô có 5 quả cối 60, cả đầu nổ. Không biết là của ta hay địch. Anh Cường tự lắp đầu nổ rồi buộc dây ở phần chuôi, treo lên ở các luồng nghi có địch đột nhập. Đầu nổ trúc xuống đất, dưới có phiến đá. Anh đào một lỗ nhỏ kéo căng đầu dây, có làm một cái chốt rất nhạy gài ở dưới đất người hay thú dẫm phải làm bật chốt quả đạn rơi ngay xuống biến đá gây nổ luôn chỉ có anh cương mới dám làm việc nguy hiểm này chứ chúng tôi không thằng nào dám bén mảng lại gần năm quả mình kiểu này được gài ngoài tuyến tông hào a ba chừng năm mươi bước chân không lâu đến chiều đã thấy tác dụng bên kia đường cũng không còn tiếng gây gãy đổ tiếng đào hầm nữa lính chốt nhận thêm đạn bổ sung anh Mậu với thằng Năm, mỗi người nhận thêm một khẩu súng AK. Chỉ huy đơn vị khuyên mọi người phải bắn tiết kiệm đạn, tiết kiệm cả nước uống, phải đánh chắc, đánh gần để đạt hiệu quả. Bóng chiều đã ngả, trên ngọn cây ở sau chốt, bầy khỉ trí chóe gọi đàn. Chúng đang mưu sinh nơi này mà không nhận ra rất nguy hiểm. Trời xanh cao vút, không một bóng mây. Cơn gió nóng từ ngoài đường bay vào, làm tăng thêm oi bức đến khó chịu. Từ xa vọng lại tiếng nổ đầu nòng. Đường đạn rất căng, hai quả bay ngang chốt rồi nổ ở nơi xa lắc. Quả thứ ba lọt ngay vào trong chốt. Chúng dã thật chính xác. Tiếng rít của đạn nghe sắc lạnh như dao cắt vào da thịt. ầm, um, eo, ầm. Um. lính chốt chơi cối một linh sáu bảy ly. Khi nổ để lại trôi nhôm bạc trắng một quả nện trúng nắp hầm thằng Lập, làm bung cả lớp đất, mảnh găm chi chít và hàng gỗ kè chắn ở bên trong. Hỏa lực cầu vòng vừa dứt, từng loạt đại liên M60 bên kia đường quét sang chốt của trung đội 2, theo kiểu rẻ quạt. Chú ý, chúng đánh vào chốt đấy! Anh Mậu hét to lên. B40, B41AT nổ rôn dập. Đại liên chuyển làn, đạn cao hơn. Địch quân la ó, lên từng ngồi bằng ngôn ngữ lạ không ai hiểu. Toán đi đầu có bốn tên lao mình vào hướng bắc chốt. Một tên cặp B40 vào nách, định băng qua khoảng trống vào gốc cây mục, liền bị thằng Trí bắn chết tại chỗ. Ba thằng còn lại nằm ép mình sát đất. Quân chủ chốt vẫn im lặng theo dõi. Khẩu M60 lại lên tiếng đạn bay như mưa rào. Lại có một toán khác, quân số đông hơn, 9 tên lăn nhanh dưới làn đạn đại liên, rồi nằm ở phía trâu, ước chừng 15 bước chân. Chúng nằm thưa dần, dàn quân theo khoảng trống trước giao thông ngào ở cự ly rất xa. Bất ngờ, toán nằm trước trôm dậy ném liều đạn vào trong chốt. Tiếng nổ chưa dứt, toán sau đã tràn lên đánh bồi. Chúng đánh bằng toàn liều đạn. Chỉ một lần tấn công, lính Pot đã áp sát giao thông ngào. Lính của trung đội hai phản ứng rất mạnh để giữ chân địch. Từ trong công sự, lính chốt cũng phản công bằng liều đạn. Bị động trước lối đánh mới lạ, gần như liều mạng của bọn Pol Pot. Các anh Mậu, Cương cho nổ hai quả cờ lê mo được gài từ trước. Hai ánh chớp giật sáng lóe lên cùng tiếng nổ rung trời chuyển đất. Bụi khói tàn nhanh. Phía trước giờ đã trống hoác. Địch quân bị sức nổ của quả mìn đẩy ra đường. Cùng lúc hướng đông, có ba tiếng súng mình tự chế. Anh Cương gài hồi sáng. Lính pốt ngoài đường, nằm tại chỗ, rút sẻng mọi công sự. Lần đầu, tôi nhìn thấy chúng nằm nghiêng chân co. Chân duỗi đạp xúc đất, bò lên phía trước. Chúng thực hành rất nghiêm túc. Một lúc, chỉ thấy cái đầu nhấp nhô. Tôi nghĩ, chúng không phải là đám quân ô hợp, kém cỏi. Chiến thuật kỹ thuật của chúng rất bài bản. Bởi được các quan thầy cáo giả huấn luyện Bên ta có khối anh phải chết vì ngộ nhận, chủ quan khinh địch là căn bệnh khó chữa. Đang ngự trị trong đầu, mấy tay kiêu ngạo xem trời bằng vung. Anh Mậu gọi điện về tiểu đoàn xin chi viện hỏa lực. Cối 82 ly chụp xuống đội hình bọn Pol Pot. Các pháo thủ nã đạn chính xác, không chê vào đâu được. Các đồng đội bắn nhỏ giọt, chưa đến 30 quả. Chắc lại hạ tiện. Địch quân đã thấy rút chạy. Mặt trời đã lặn sau cánh rừng bí ẩn, đêm đèn như mực, tầm nhìn xa không quá 3 mét. Trận đánh hồi chiều làm cho các lỗ tai điếc đặc, lúc nghe được, lúc không. Lính chốt phải căng mắt quan sát xung quanh, súng chắc ở trong tay không rời nửa bước. Cuộc hội ý nhanh tại hầm chỉ huy, anh Mậu nhận định, những ngày tới, địch có thể sẽ đánh lớn, ác liệt hơn. Anh lệnh sẵn sàng hy sinh đến người cuối cùng của trung đội để giữ được chốt. Rời hầm chỉ huy, khom người theo giao thông hào về tiểu đội. Tôi lạnh người vì không thấy du năm ở điểm gác. Vừa vào nhánh hào phụ, tôi nghe tiếng rầm gì kể lể dài dòng. Ở đây ấn thấy mồ. Không biết tụi đặc công nó làm thịt mình lúc nào. Tiếng thằng năm. Lũ mi có chết cũng không nặng lòng bằng tao. Còn mụ nội mấy thằng cán bộ xã. Mẹ, Tao gần đất xa trời Tao không có anh em Vợ bị bệnh tim Đau ốm triển miên Còn đứa vào lớp 1 Đứa chưa đầy tháng Gặp lúc mùa màng thất bát Mà không có gạo ăn Tao làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Mà chúng nó không tha Anh Du than thở Sao lúc ở An Sơn Anh không trốn Giờ muộn rồi Thằng năm tỏ ra thông cảm Trốn à Nhục lắm Tôi cố cắt ngang lời tâm sự của họ bằng ba viên đất nhỏ được ném tới làm ám hiệu. Bộ mấy ông muốn chết sao? Bỏ gác. Tôi bực dọc. Đi gác mau. Đừng nói nhiều. Cơn gió thoảng qua, có mùi máu tanh đến khó chịu. Mới ăn chung nắm cơm để phần từ trưa. Giờ nôn tống hết ra ngoài. Người mệt dã rời. Suốt đêm không ai chớp mắt được. Đêm chậm chạp trôi qua ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trời vừa sáng tỏ, pháo binh quân ta đã bắn phá một vùng rất rộng lớn từ ngã ba trạm phẫu kéo dài tới vườn kho đã mất. Tạn pháo bắn vào các chốt lính bồn đối diện với chốt của B2. Đạn khoan hầm nổ sâu dưới lòng đất, nghe tiếng ục lạc lõng. Đạn lắp ngòi nổ đờ lây, nổ từ trên không trung găm mạch xuống đất, khiến một vùng rộng lớn chìm trong khói lửa pháo dừng bắn nhìn sang bên kia đường ta hình dung như cơn bão mạnh vừa đi qua trong vùng pháo dập có mấy phát súng bắn từng phát một chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau anh cường bảo tù binh ở xb khai bọn sĩ quan bắn thương binh nặng mất sức chiến đấu bắn để đỡ bớt gánh nặng cho xã hội nắng lên cao làm bốc mùi hôi thối từ thân thể kẻ chết trận còn bỏ sót ở ngoài đường. Mới chưa hôm qua, bầy khỉ còn chén chú, chén anh. Giờ thì vỡ mật kinh hồn, bồng bế nhau, đi nơi khác không rõ. Nhường chỗ cho lũ kền kền đầu trọc đến tưởng thức của lạ. Chúng tranh ăn, đánh nhau. Có con rơi vào bụi rậm, đánh ào ảo. Thối quá, lính phải xé băng cứu thương cá nhân để bịt mũi. Trưa nay, thằng Trung cho chúng tôi ăn bữa cơm nóng, có canh rau tàu bay, nấu với ruốt bông. Kiểu ăn lạ đời. Mũi thì bịt khẩu trang, miệng há xỉ sụp húp canh. Ăn ngon như ăn dỗ. Ban ngày, lính tay nhau chui vào hầm ngủ để lấy sức. Giấc ngủ thường gián đoạn bởi những loạt đạn bắn vào trong chốt. Có tiếng tốc tốc, bênh cái chốt đối diện với chúng tôi đạn M79 xé gió, nổ tung bụi đất. Anh Mậu giật khẩu M79 cùng dây đạn ở trên tay thằng Năm bắn trả lại. Tay súng bên kia không phải dạng vừa. Vừa nghe tiếng nổ bên này, hắn liền phản đòn lại luôn. Đạn nổ ngay vị trí anh vừa đứng bắn. Rất may, anh đã chuyển sang nơi khác. Cuộc đấu M79 diễn ra căng thẳng. Có lúc, từ hai ba quả liên tiếp chụp vào hầm hào chúng tôi. Lúc thì im lặng, như cố tìm sơ hở của đối phương để phản đòn. Lính chốt ẩn náu ở dưới hầm, theo dõi cuộc thi sinh tử. Cho mèo vườn chuột hơn 10 phút, anh Mậu rời hầm chỉ huy, chuyển sang hầm của tôi. Anh chĩa súng, tốc, tốc, hai phát liền. Anh đẩy tôi vào hầm rồi chui theo. Hai tiếng đạn nổ bênh chốt địch, có một tiếng nổ trầm đục dưới hầm. Tiếng M79 bên kia đột ngột im lặng. Địch quân cắt đường dây hữu tuyến của lính chốt không liên lạc được với tiểu đoàn. Lính lại đói cơm. Anh mậu cho chúng tôi ăn mỗi người nửa miếng lương khô 701 của Trung Quốc, cứng như thuốc nổ TNT, có mùi hôi của xà bông, ăn nghe cay cay. Lương khô đã hết hạn từ lâu. Bọn hậu cần quân nhu cứ cấp bừa, có ăn được hay không chúng nó đâu quan tâm. Chúng mày không biết đâu, tao nhận được hai tháng rồi đấy nhân để dành tao còn làm a trưởng thằng năm thằng chí đi lấy nước uống gặp địch phục kích ở thác nước đành phải về không từ hôm lên chốt đến nay nước trở thành thứ quý giá nhất uống rẻ xẻn làm gì có nước mà để xúc miệng nhị ăn vài hôm còn cố chịu được nhị uống thì toàn thân nghe như có kiến bò môi thì khô rang cổ đau họng rát dưới cái nắng 40 độ c hành hạ con người đến sống giờ chết giờ để mạ sao không mang về mà uống để nẫu chết khát làm ăn kiểu gì hả à? anh dù nhăn nhó ông chẳng biết cái cục cứt gì hết có giỏi thì mò xuống đó uống cho đã ông không thấy không biết nó đánh thằng năm thằng chí chạy suýt chết ở đó mà làm đốc thằng Lập đốp chát. Không ai còn nghĩ đến ăn. Cơn khát thôi thúc tôi nên không còn nghĩ đến chuyện dơ bẩn nữa. Lính chốt bắt trước nhau đái vào bình đông để uống. Mà khổ nỗi, đâu phải ai cũng có nước để đái. Thằng nào cũng mang trong người đầy ký trinh trùng chốt rét, nước tiểu vàng khè như nước chè. Đưa lên miệng đã nghe mùi nồng nặc. Tôi bịt mũi làm một ngụm nhỏ, nhắm mắt nuốt vội. Mày thấy sao? Thằng Nam cười. Trời ơi, vừa mặn, vừa đắng, lại có mùi như lưu huỳnh. Tao cũng làm hớp xem sao. Bộ mày không sợ bẩn à? Sợ gì? Miễn sao đừng chết khát là được. Thấy tình hình nguy kịch, anh Mậu phải xuất kho bi đông nước cuối cùng. Bi đông chốt loại 5 lít. Anh chia đều cho mỗi người bốn nắp bi đông. Thằng nào có ý định gian lận, anh dọa các tiêu chuẩn. Chúng mày cố mà chịu đựng. Tao để dành cho cả đơn vị. Không hưởng một mình được. Anh Thanh Minh. Cầu DKZ82 ở ngã ba trạm phẫu. Hôm nay lên tiếng hỏi thăm lính chốt. Chúng bắn xả láng như từ lâu chưa được bắn. Cái chốt quá gần điểm bắn nên không nghe tiếng nổ đầu nòng. Chỉ nghe oanh, oanh. Mới đầu thì còn nghe. Được một hồi hai tài điếc đặc. Muốn nói gì với nhau thì chỉ chỉ trỏ. Có khi không hiểu, nhìn mặt có vẻ ngờ nghịch. Bực mình, người hỏi ghé miệng sát tai hét to. Đồ điếc! Nói vậy thôi, chứ có ai tốt hơn ai đâu. Nhờ công sự kiên cố, nên thương vong chưa xảy ra. Bị đánh thường xuyên, một người lính bình thường cũng biết được điều gì cần phải làm. Tự động xử trí tình huống mà không đợi cán bộ đốc thúc. Ai cũng có ý thức được sống, chết cận kề nhau. Chúng tôi ở chốt ở đây 7 ngày không hơn. Tận mắt thấy nhiều điều mới lạ. Mỗi lần đánh trung đội 2, chúng đông hơn lính chốt chừng 6-7 tên. Nhưng ta phải thừa nhận, bọn lính Pốt được trang bị hỏa lực rất mạnh để áp đảo đối phương. Chúng cũng rất thiện chiến, liều lĩnh đến táo bạo. Luôn thay đổi cách đánh khiến trung đội 2 suýt mất chốt và bị tiêu diệt. Khẩu DKZ-82 ngược bắn. Lính pot ở ngoài, đám gai mắc cỡ trắng cao lút đầu người, nổ súng. Tiếng nổ lúc dày, lúc thưa, như cầm chừng. Không biết chúng toàn tính điều gì. Lính chốt vẫn giữ bài vở cũ là nằm im chờ đợi. Địch lại mò vào hướng bắc, anh mậu bắn B-41, chúng lại lùi lại. Ngoài đường, xuất hiện nhiều cái đầu đội mũ mềm, thỉnh thoảng ngóc dậy rồi lại nằm im. Tay xạ thủ đại liên m 60, điêu luyện, xả từng loạt đạn dài. Đường đạn đi thấp, đất trên bờ thông hào tung tóe Hỏa lực vác vai, cùng vang lên có phần mạnh hơn. Chúng lả hết, sông lên, cách chốt chừng 3-40 bước thì dừng lại. Chúng bắn rát hơn. Có hai tên tách ra khỏi đội hình, ôm vật gì không rõ lăn nhanh lên trước một quãng rồi nằm xuống không quá một phút rồi lặng mình về phía sau hình như anh mậu phát hiện điều gì vội hét lên lui vào trong hồng nằm xuống cũng hai đánh chớp lóe lên một luồng hơi nóng từ ngoài hắt mạnh vào trong chốt mang theo những đốm lửa li ti tiếng hét lại la lên nổi lên những đòn sấm sét địch đã chiếm được đoạn giao thông hào ở ngoài cùng. Không nghe tiếng súng chống trả, linh cảm như có điều chẳng lành. Tôi, anh Du và thằng Lập nhanh chóng bắn M72, B41, B40 vào đoạn thông hào. Có bóng người lố nhố trong đám bụi. Phần trước chốt thấp, nửa sau chốt cao hơn là lợi thế cho quân phòng thủ phản kích. Anh Cương, anh Mậu, thằng Chí từ trong bụi đất chui ra hợp lực với chúng tôi. Thế là đã chiếm được đoạn giao thông hào đã mất ở hướng đông lại có tiếng hỏa lực nổ, thằng năm phát hiện địch bí mật bò qua mấy bụi dây. Có hai tên nấp sau ụ mối, ở cự ly rất gần, nó dùng M79 mà quất vào đó một quả M72, ụ mối bay mất. Tôi, anh Du quay về cùng phối hợp chiến đấu. Địch quân đã rút lui. Nhìn bên ngoài giao thông hào ở phía bắc thấy sạch bóng như vừa được quét dọn, đất bụi lá cây bay hết vào bên trong. Anh Cương nhận định, lính bột bốt dùng mìn hơi DH-10 để đánh cửa mở. DH-10 có sức công phá mạnh, quét sạch tất cả các chướng ngại vật ở phía trước. Điều này đã lý giải tại sao chúng không áp sát chốt vì sợ mìn Claymore. Anh Cương nói với tôi. Vị trí mìn đặt quá xa, nếu gần thông hào độ 10 mét, chắc bọn mình thành cám mất rồi. Đường dây hữu tuyến được thông tin của tiểu đoàn nối lại. Đại đội trưởng Đàm Văn Sủi cùng nuôi quân mang cơm, nước uống để tiếp tế cho lính chốt. Tôi với thằng Lập được gọi lên gặp chỉ huy. Thấy anh Sủi đang nói gì với anh Mậu và Cương bằng tiếng dân tộc. Vì họ là người Tây ở Cao Bằng. Thấy bọn tôi đến, anh chuyển qua tiếng kinh. Các đồng chí hãy nghe cho rõ. Hiện nay, đơn vị đã hết lương thực, đạn dược, không còn quá hai cơ số tiểu đoàn đang có hướng giải quyết tôi yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải khắc phục mọi khó khăn gian khổ đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ tiểu đoàn giao phó mới có bảy ngày giữ chốt mà mọi người gần như kiệt sức do đói và khát rồi mất ngủ tâm trạng căng thẳng vì phải đánh nhau anh mậu lại chiếc hộp thịt xoay ra làm bảy phần để lính cầm hơi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu có cơn gió nhẹ từ hướng bắc thổi sang mát rượi lính chốt lén lút thò cái đầu bù xù bụi đất lên khỏi công sự để hóng mát bỗng có tiếng nổ tét 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 từ ngoài đường một đám khói trắng lan nhanh vào trong chốt cùng lúc tiếng ho sặc sụa nổi lên lính bỏ súng hai tay bịt mắt lăn lộn có tiếng ai kêu Mẹ ơi! Cẩn thận, chúng đánh đạn cay. Anh mậu hét giọng khản đục. Tình trạng trong chốt gần như hỗn loạn. Rồi vận may cũng đến, do trời thương. Trời đổi gió, bên chốt địch có tiếng la hét thất thanh. Lính ta mới hoàn hồn, nước mắt giản rụa Cẩn trương! Đánh qua chốt chúng nó! Anh mậu gần giọng. Xung phong! bảy tay súng bật lên khỏi công sự tới đạn địch băng qua đường bên kia để chút cơn giận liền bị đánh chặn lại bởi khẩu mười hai ly bảy đạn cầy trước chốt ở ngoài đường chúng bắn dọc theo đường tiếng nổ thoát theo khoảng trống nghe uy lực thật khủng khiếp quay lại chốt anh mậu hét lên lính chốt lăn vội xuống giao thông hào để tránh những đoạt lạn hiểm ác lúc trước ai cũng trông mong trời gió để hướng không khí trong lành. Bây giờ lại sợ gió. Thực tế, lính chốt không có khả năng phòng bị, chống đỡ với loại vũ khí này. Có người bày cách đối phó, lấy khăn nhúng nước, đắp kín mũi. Nhưng hỡi ôi, nước không đủ uống, làm gì có để mà nhúng khăn. Kiểu này cũng không ổn. Chùm khăn ngồi để đón chờ địch đến, bắt sống hay sao? Xế chiều, truyền đạt lên chốt gọi anh Mậu về tiểu đoàn. Kèm theo lệnh, 7 giờ tối, trung đội 2 phải bí mật bỏ chốt. Về hội quân với tiểu đoàn tại ngã ba đường mòn, bên thác nước sâu. Mấy ngày sau, tôi mới biết anh Mậu bị tiểu đoàn cảnh cáo vì tự ý cho B2 bỏ chốt để đánh địch bên ngoài. Anh Cường rút hộp nghe điện thoại, TH75 bỏ vào ba lô chúng tôi lặng lẽ rời chốt tối đen không nhìn thấy nhau dưới đất có các loại nấm nhỏ phát ra ánh sáng như đòm đóm mỗi người lấy một nắm buộc ở túi cóc phía sau ba lô người đi sau bám theo ánh sáng ở phía trước để không bị lạc thằng năm đi trước mò mẫm theo đường dây hữu tuyến đi một hồi thì không còn thấy dây điện chúng tôi dừng lại để chờ bắt liên lạc với đơn vị Đêm nay, sương rơi mịt mù, che khuất. Ánh trăng đã lên khỏi ngọn cây từ bao giờ. Đoàn quân K4, trung đoàn 95, lần lượt vượt dốc sang bên kia đường mòn, treo leo bên bờ vực thẳm, để rút quân về phía sau chiến tuyến. 4 giờ sáng, K4 hành quân về đến vườn sắn. Lại nhận được tin vui, đơn vị được về lại Đức Cơ, chờ đón nhiệm vụ mới. Đêm đầu về lại hậu cứ an toàn nhất Tại danh trại tiểu đoàn bộ Lính bỏ vũ khí Nằm luôn dưới đất Kẻ trên võng ngủ vùi một giấc Cho đến sáng Đại đội 3 được đóng quân bên bờ suối Gần đoàn kinh tế 331 Lúc đánh nhau ở trên chốt Không có phút giây bình yên Giờ mới thấy nhớ nhà Nhớ quê mà quặn đau ở trong lòng Trời thật bất công khi đói lại không có cái ăn. Bây giờ được bồi dưỡng thịt bò, thịt heo, đường, sữa lại không ăn được, vì sốt rét lại tái phát. Trực ban thổi hồi còi báo thức, nhưng không thấy ai dạy tập thể dục. Cán bộ tức giận quát tháo, lính mặc xác nằm lì. Mặt anh Du liếc nhìn trộm anh trung sĩ mậu, chờ đại đội phó đi qua nhìn tôi cười. Tao thấy tụi mày hền thật, hai lần đi chốt bị nó đánh thấy mụ nội luôn thế mà không có thằng nào bị cắt cơm hay sứt đầu mẻ chán bất quá tam thằng lập nằm bên lên tiếng chắc không được hưởng phúc đức ở lần thứ ba đâu anh ơi mày nói nghẹ ớn quá chờ hạ sốt tao lén về nhà xem sao mấy tháng nay không có tin tức gì không biết mẹ tao có còn không Lo về cái đám ruộng là phải không? Thằng Lập hỏi đùa. Tụi mày chỉ giỏi được chừng ấy. Anh Du đánh chống lảng. Anh Du lại nằm kéo chết màng vải, đắp vào mặt. Hai vai rung lên, cất tiếng ca não nề trong nước mắt. Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ. Từ độ súng thù dệt nơi nơi. Mẹ già run run tay gậy trúc. Tiễn con lúc trời hưởng đông. Câu hát bỏ lại giữa chừng vì không lấn át được tiếng nấc từ nỗi lòng người đàn ông vai mang gánh nặng nước nhà. Người nghe có cảm giác khó thở. Mười ngày sau, tại một cánh rừng dưới đồn biên phòng 23, K4 Trung đoàn 95 được bàn giao lại cho Trung đoàn 29, đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 7. Anh Du cũng không còn cơ hội để trốn về thăm nhà. Tiểu đoàn 7 được phái đi chốt giữ ở khu vực tam giác. Đại đội 1 chốt ở cao điểm 295, đại đội 3 chốt giữ cao điểm 230, đại đội 2 làm lực lượng dự bị. Tiểu đoàn lại phái trung đội 2, đại đội 3 đi chốt lẻ dưới bãi đá nổi ở trên đường lên đại đội 1. Lúc chuẩn bị đi chốt, thằng Thông đồng hương cùng nguyện với tôi, vui đùa, giả giọng thầy bói phán rằng B2 nhà ngươi năm nay bị sao trổi xíu mạng. Hãy sắm lễ để ta nhơn sao. Không nó quét sạch đó, con ạ. À. Lời vui đùa của thằng Thông thiệt không sai. Ngày 26 tháng 11 năm 1978, bị địch tấn công từ 9 giờ sáng đến gần 4 giờ chiều, không được bộ binh và hòa lực chi viện, do phải chốt trên bãi đá, không thể đào hầm. B2 bị thiệt hại nặng, quân số 5 người đã bị thương hết bốn người Lập bị thương nhẹ Du, Năm bị thương nặng hơn Họ dính mảnh đạn cối tám hai ly Anh Cương cho họ về tiểu đoàn Trước lúc quân địch chiếm chốt Tôi với anh Cương cố thủ Bên gốc cây sao rất lớn Một quả DKZ-82 Nổ tiện ngang cây sao trước mặt Anh Cương bị thương ở cổ Chúng tôi đã hết đạn Lại không đủ sức tiếp tục chiến đấu Rồi đơn phương bỏ chốt anh du thằng năm thằng lập đi điều trị ở quân y viện từ lâu không thấy quay trở lại đơn vị có tin đồn anh du và thằng năm đã hy sinh tôi mong lời đồn không phải là sự thật để chúng tôi còn được gặp nhau sau này tôi có nhiều đồng đội từ khắp mọi miền của đất nước họ anh dũng không hám danh lợi ai cũng mong chiến tranh sớm kết thúc để về lại đất mẹ